tuyển Hàn Quốc thắng giòn giả, Son Heung Min có thể đấu trận gặp Việt Nam. Không cần Son Heung Min, đội tuyển Hàn Quốc vẫn đè bẹp Tunisia với tỷ số 4-0 ở trận đấu tối ngày 13 tháng 10. Đội tuyển Hàn Quốc có cuộc chạm trán Tunisia trong khuôn khổ giao hữu tối ngày 13 tháng 10. Đây là một trong hai trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Jürgen Klinsmann trong tháng 10, bên cạnh trận đấu còn lại gặp đội tuyển Việt Nam tại thành phố Suwon tối ngày 17 tháng 10. Đối thủ Tunisia được đánh giá là chất lượng khi đại diện châu Phi từng thi đấu ở World Cup 2022 và gây sốc khi đánh bại đội tuyển Pháp ở trận cuối bảng C. Tuy nhiên, đội tuyển Tunisia đã lép vế hoàn toàn trước Hàn Quốc của huấn luyện viên Klinsmann ở trận giao hữu vừa kết thúc cách đây ít phút. Dù không có ngôi sao Son Heung-min trong đội hình xuất phát, nhưng Hàn Quốc vẫn có lực lượng mạnh với bộ ba Lee Kang-in, Hoàng Hee-chan và Cho Gu-sung. Đội tuyển Hàn Quốc tấn công phủ đầu Tunisia và liên tục tạo ra cơ hội ăn bàn. Thay vì tập trung đánh biên, chơi bóng dài như thời ông Paulo Bento, đội tuyển Hàn Quốc dưới thời ông Klinsmann đá mềm mại, uyển chuyển hơn. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, cơn mưa bàn thắng mà Hàn Quốc tạo ra bắt đầu trong hiệp 2, với pha lập công của Lee Kang-in trên chấm sút phạt ở phút 54. Đúng 3 phút sau, tiền vệ của Paris Saint-Germain lại ghi dấu ấn với pha dứt điểm chân trái đẹp mắt, khuất phục thủ thành của Tunisia. Hai bàn thắng chóng vánh giúp Hàn Quốc chơi hưng phấn hơn. Trong ngày cả hàng tấn công của những chiến binh Taek chơi thăng hoa, Tunisia hoàn toàn không có phương án chống đỡ. Đội tuyển Hàn Quốc có thêm hai bàn thắng, lần lượt ở các phút 67 và 91, lần lượt đến từ pha phản lưới của cầu thủ Tunisia và tình huống ghi bàn của Hoàng Uyo, chân sút đang chơi cho câu lạc bộ Norwich City. Thắng chung cuộc 4-0, đội tuyển Hàn Quốc nối dài chuỗi bất bại dưới thời huấn luyện viên Klinsmann lên con số 4. Ba trận gần nhất, Lee Kang-in cùng đồng đội thắng 2, hòa 1, chơi rất ấn tượng và chặt chẽ trước xứ Wales, Ả Rập Xê Út và Tunisia. Đáng chú ý, ngôi sao Son Heung-min của đội tuyển Hàn Quốc đã nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận này. Tiền đạo của Tottenham vẫn đang phải tập riêng khi gặp vết đau ở đùi trong buổi tập ngày 9 tháng 10. Với việc được huấn luyện viên Klinsmann tạo điều kiện dưỡng sức, Son Heung-min rất có thể sẽ ra sân ở cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam vào ngày 17 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.